Mấy nay lo tập combo ở bên cái tựa game Lock Root để săn bounty, riết game này úp không biết luôn. Các bạn phải vào trong những video của mình đăng tải gần đây á, rồi bạn comment là Abyss đã úp Phoenix V2 rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xin xỏ trái Phoenix. Hiện tại thì trái Phoenix trên người mình không có nha anh em, nên là mình sẽ xin từ HV. Nghe đồn đại là HV có tầm 3-4 trái gì đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trai ha. Ok. Rồi rồi, trái quỷ mình nhiều lắm nè, Barry 10 trái nè anh em. Trong đây thì mình có thể xem xét được những trái quỷ mà hiện tại mình đang có và sở hữu là bao nhiêu trái, nhân bao nhiêu cho HV để job đi ha. Rồi rồi, để coi coi. Đây, dư. Rồi, đồng ý liền. Đồng ý trai. Rồi HV cho mình hai trái Phoenix anh em. Vậy thôi mình lấy lại trái này, một trái chớp là coi như là mình đổi được trái Phoenix với ba trái tàng hình. Ngon. Đồng ý liền đâu ơi. Ngon lành vậy thôi chứ. À, bây giờ mình sẽ đi qua cái hòn đảo mà ở cái đợt update này nha anh em. Đây. Anh em đứng ở bên đảo Tân Thủ, anh em sẽ nhìn thấy một cái hòn đảo nó lân cận và gần đây nè. Đây là cái hòn đảo Phoenix á. Thì anh em qua đây, anh em sẽ đánh duy nhất chỉ có một con Phượng Hoàng Marco à. Anh em đánh bại con Phượng Hoàng Marco này, sau đó anh em sẽ được một cái quyển sách. Thì có quyển sách đó thì anh em mới có thể thức tỉnh được Tori V2. Thì cũng khá đơn giản thôi. Đầu tiên là mình sẽ bam thuyền ra nha. Thì đầu tiên là mình sẽ kiếm cái nhân vật set bam trước. Ở đây rồi. Đây là nhân vật set bam. Kế đến là nhân vật nhận nhiệm vụ. Mình sẽ set bam trước nha. Bấm vô. Ok. Kế đến là nhận nhiệm vụ. Coi là một cái nhiệm vụ bao nhiêu tiền? Tầm 2 triệu mấy chắc luôn anh em ơi. 2.750.000 Billy. Nhận 5 cái nhiệm vụ vậy là tầm 13 triệu mấy đó anh em. Quá là ngon. Bây giờ lên đây đánh để anh em lấy được cái cuộn giấy và thức tỉnh năng lực trái quỷ Tori V2. Ý. Mình hiện tại là mình đang cầm năng lực trái quỷ Ito qua đây, phải ăn Phoenix vào trước anh em ơi. Rồi để mình sẽ thử đánh Marco nha. Ủa rồi đâu rồi? Trời đất ơi. Đừng nói là HV đánh xong rồi bay qua bển nha. Rồi bây giờ mình phải chờ đợi Marco xuất hiện rồi không sao. Chờ một xíu thôi. Thì sẵn đây nói với anh em điều này luôn. Là hiện tại á, cái úp này chỉ là úp nhỏ xíu thôi. Admin thêm cái đảo nhỏ của Marco vào. Rồi kèm theo sự thức tỉnh của năng lực trác quỷ Phoenix V2. Và cái điểm defense của anh em và các bạn á, luyện thì tối đa là 2.000. Mình lúc nãy mình nhảy biển quá trời quá đất luôn thì nó vẫn vậy à. Đây nè, xuống nhảy cho anh em xem luôn nè. Nó đâu có lên đâu. Tối đa là 2.000. Thì admin sắp up sự kiện trứng phục sinh rồi anh em à. Thì chắc chắn là sẽ lên được 2.001, 2.002. Nhưng mà hiện tại thì vẫn là còn 2.000 à. Anh em chỉ cần luyện đến đây. Thì anh em sẽ đi raid boss nè. Cũng như đi săn boss thì sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Haki thì anh em luyện càng cao càng tốt đây đều chắc chắn rồi. Rồi anh em nào xài trác quỷ hay là trend nhiều á, thì luyện điểm rất cao lên. Rồi điểm trend cao lên ok á. Rồi mình sẽ thử đánh Marco nè. Marco thì mình đánh bằng trái tơ rồi tương đối dễ anh em ơi. Đây. Cái việc đứng từ xa mình đánh như thế này. Rồi sau đó là mình rờ đó anh em thấy không. Bắn rờ một lần là bảy cái mấy máu rồi còn rút nữa kìa. Bị dính tơ còn bị rút máu nữa chứ. Đúng là cái trái tơ này nó bá đạo từng hạt gạo anh em ơi. Chiêu rờ của trái tơ mạnh quá. Trời ơi. Marco lật gọng hả? Chưa. Nó bị lỗi đó anh em. Nó nằm lan lan lộn lộn vậy á. Mình bắn cái nữa nè. Mình rờ nè. Rờ nhìn mất máu phải mê luôn á. Lần 7k mấy. À. Mình đánh chưa đầy một phút là xong xong Marco nè. Nhưng mà có điều là anh em phải cần ăn trái quỷ Phoenix vô. Để có thể lấy được cái cuộn giấy với tỷ lệ rớt là 5% nha. Thì có được cuộn giấy đó thì anh em mới thức tỉnh lên được Phoenix V2. Còn mà không có cái cuộn giấy đó đó hả? Thì Phoenix V2 thì không thể nào mà thức tỉnh được. Trời ơi. Mình đánh Marco V quá nằm luôn hay sao rồi. Không đứng dậy luôn kìa. Nằm lì luôn. Vậy sử dụng chiêu này vô. Ôi. Tới luôn nha anh em. Tới nha. Cỡ cho mình lấy trái tơ mà mình săn cuộn giấy thì quá là easy à. Cái tơ đánh Marco đã quá rồi rã ngừ. Lụm 13.970.000 Billy. Quá dễ. Đây là chỉ sử dụng trái tơ đánh boss thử cho anh em xem coi. Có rất nhiều anh em kêu trái tơ đang không to đấy. Thử cho anh em xem rồi đó. Với cái điểm đi vào của mình thì chỉ có tầm ngàn mấy à.
ngàn 249, rồi Haki mình 1004 á. Rồi điểm trend của mình là 1126. Thì lý do tại sao mà mình kêu cái điểm trend này vào luôn thì anh em cũng biết rồi, lát game này khá là lỗi. Cái trend này thì nó sẽ hỗ trợ đam cho chân lửa, mà một khi mà đã hỗ trợ cho đam chân lửa rồi đó thì mình sử dụng súng nè, kiếm nè, trác quỷ nè thì đều được cộng đam. Đấy, nên là cái game này á, anh em muốn á điểm trác quỷ anh em mạnh hay là súng hay là kiếm gì đó thì anh em cũng phải farm trend. Tại vì farm trend đó thì mình sẽ có được một cái lượng đam khủng khi mà mình bật chân lửa lên, thì sẽ hỗ trợ cho súng nè, hỗ trợ cho kiếm nè, rồi haki cao nữa thì tốt nữa. Đấy, nó bù nhau, nó hỗ trợ thì cái lượng đam của mình nó sẽ khủng thôi anh em. Thôi bây giờ mình sẽ qua bên Lost Town để quỷ điên lực ra string hiện tại ha. Thấm thía gì mình anh em, mình khỏi bật haki sát cũng được nữa, tại vì cái lượng máu mình nó lớn rồi. Với lại là cái năng lực trái quỷ phun nít này đó nó được hồi máu anh em, nên là mình cũng khỏi lo. Đó, mình cứ đi từ từ mình quýnh vậy thôi là được. Marco làm gì được rồi, cứ bấm E hoài luôn á. Nó loạn, nó loạn combo ở bên Lockroot anh em ơi. Tập riết cái bắt đầu nó quen luôn. Đó, anh em thấy đánh lâu hơn lúc nãy mình sử dụng trái tơ không? Tuy phun nít đam to chứ nhưng mà thua trái tơ xa. Cái tơ anh em thấy lúc nãy mình bắn tơ không á, cứ một cộng tơ á là 7500 máu. Mà trong lúc nó bị trói lại còn bị mất 7500 máu nữa chứ. Nên là trái tơ mình mới đánh giá cao là cái quy lực nó khủng là vậy. Chiêu quy, chiêu r mà farm boss là hết sảy. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái quá trình farm ra cái cuộn sách. Rồi sau đó là mình sẽ review cho anh em xem cái năng lực trái quỷ full nick như thế nào ở video lần này luôn nha. Đánh quá trời đánh luôn anh em ơi. Mình đánh hình như là lúc 400 mấy triệu hay 500 mấy triệu rồi đó. Giờ đánh đến gần 800 triệu Bailey luôn rồi. Giờ thiếu hai con Marco nữa là được 800 triệu à. Phải nói là một cái sự kỳ công vô cùng lớn lao. Treo ở trong server 2 tiếng mấy rồi anh em ơi. Rồi mình đã được cái quyển sách này rồi ha. Thì lúc mà anh em đánh ra đó thì con nhân vật của các anh em sẽ tự quay trở về cái con set bomb nè. Tưởng đâu là cái nhân vật bị chết rồi đó, nhưng mà anh em cứ kiểm tra lại ở trong rương á thì sẽ thấy được cái quyển sách này. Full nick nè anh em. Rồi mình sẽ bấm vào ha. Ok. Vậy là mình đã sở hữu được full nick V2 rồi anh em. Rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ xài cho anh em xem nha. Đây là năng lực trái full nick hiện tại của mình nha. Đã được thức tỉnh lên V2 rồi. Chỉ có quyển sách đó ăn trái full nick vào người. Rồi sau đó là đi đánh Marco. Và cuối cùng lấy được quyển sách và sở hữu full nick V2. Rồi đầu tiên mình sẽ test thử chiêu quy cho anh em xem nha. Đó đó. Xem hiệu ứng aura hầm hố hơn chưa anh em. Tiếp nè. Dữ dội dữ dội. R coi. R này giống cái chiêu hồi máu nè anh em. Mình bật lên thấy là nó duy trì trên người con nhân vật của mình khoảng đâu 5-7 giây gì đó. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là dạng một cánh nha. Là cái cặp tay của nhân vật của mình biến thành cái đôi cánh. Rồi tiếp theo là dạng cuối cùng là full size phượng hoàng. Đó. Nhìn đẹp không anh em? Quá là tuyệt vời ha. Ở cái dạng này mình nghĩ là chắc chắn là đánh được luôn nè nó. Mình bay từ trên mình đánh xuống quá là tuyệt vời đi. Nhưng mà có điều là nó sẽ tiêu hao cái lượng stamina của mình hơi nhiều nha anh em. Đây mình sẽ xuống dưới mình đánh cho anh em xem nè. Đó. Có đâm đốt là thấy là ghiền rồi ha. Rồi sử dụng chiêu F coi. Ôi thôi nhầm rồi quên. Chiêu F là dạng mọc cánh ra thôi. Mình mất cái hình dạng full size rồi. Lên dạng full size. Dạng full size này mình sẽ sử dụng được tầm 3 chiêu nha anh em đây. Đó. Rồi chiêu E nữa nha. Chiêu E là chiêu hất lên. Rồi mình sẽ cho Marco đánh mình xíu đi. Rồi mình sẽ sử dụng chiêu R để hồi máu cho anh em xem nè. Đó. Hồi máu nè. Hồi máu rất lẹ luôn nha. Nó là nhanh, nhanh vô cùng luôn. Nhìn con Phượng Hoàng nhìn đã rồi chứ. Rồi mình sẽ biến lại anh em à. Biến lại bình thường đi. Mình sẽ đánh ở cái trạng thái bình thường xem thử có nhiêu máu nha. Rồi quyền cái nè. Khoảng tầm 4k8 đó anh em.
Rồi tính thêm đâm đốt nữa là 130 ha. Chú E, không thấy được anh em ơi. Lúc nãy nhìn kỹ kỹ mới thấy được à. Rồi hồi máu rồi, chắc chắn rồi. Quỳ nè. Đó 4k8 nha. E, E chắc là cũng tầm 4k8 5k đó anh em. Rồi bây giờ mình sẽ bật led lên nè. Bật Haki vũ trang lên nha, xem coi là bao nhiêu. Quyền cái không nhìn rõ được. R hồi máu cay. Từ từ. Mình tắt cái dạng này đi đi. Trời ơi, phải chờ hồi chiều mới tắt được chứ. Đâu rồi con boss đâu rồi. Quyền cái cày 7k4 nha anh em. Chiêu này thì cũng chắc chắn là lên 7k4 rồi. Đâm đốt là 130. Rồi mình sẽ biến thành cái dạng phượng hoàng nha. Rồi sẽ bắn chiêu quy xuống nè. Thôi 12k anh em ơi, 12k. Nhưng mà được cái là chỉ có được có hai chiêu đánh nha. Chiêu quy và chiêu e thôi. Đánh thường không được nè. Rồi mình sẽ thử cái dạng nửa người nửa chim coi. Trời ơi coi bay kìa trời. Khổ rồi chứ. Rồi quy cái coi. Không nhìn rõ được anh em ơi. Khó nhìn thấy quá. Lại nha. Khoảng 9k mấy anh em. Thì ở cái dạng này á, thì cái lượng stamina của mình nó sẽ rút thấp hơn ở cái dạng phượng hoàng nha. Mình biến thành cái dạng phượng hoàng thì đam của Quy và E thì chắc chắn là cao hơn rồi. Dạng nửa người nửa chim thì đam nó sẽ giảm một tí. Rồi mà dạng mà người không á thì đam giảm xuống nữa. Chung là giảm xuống mỗi cái là 2k đó. Ở cái dạng người á thì mình tầm là khoảng đâu đánh 7k4 à. Chiêu Quy với chiêu E thì lên dạng nửa người nửa chim á thì được khoảng đâu là 9k4. Rồi mà dạng full size này á là được 12k mấy. Đó anh em thấy số 12 hiện lên không? Chắc chắn là 12k mấy luôn. Thì với cái điểm Haki hiện tại của mình nha anh em. Rồi mình biến xuống coi. Cái này đó anh em là HV dụ dỗ mà nè, kêu đánh trái quỷ nào cũng có thể ra được quyển sách hết. Thì mình lên Discord đó mình tra cứu các kiểu. Thì chỉ có thể ăn tu ri thì đánh mới ra nha. Những trái quỷ khác thì đánh không có ra. Thì theo mình tra cứu là như vậy. Còn nếu mà các bạn nào mà đánh á, nó lòi ra thì cứ sử dụng những năng lực trái quỷ bình thường để đánh ra quyển sách đó ha. Rồi up lên V2 ý gì thôi. Rồi để mình cho anh em xem bản ta rồi up video ha. Rồi bản ta mở không được luôn anh em ơi. Lỗi luôn rồi. Mình nhớ không nhầm á là Haki mình là phản tầm 1.400 anh em. Rồi điểm đi vồ là tầm 1.200, 1.300. Đây lên rồi, cuối cùng lên rồi. Đây Haki 1.400 á. Đi vồ của mình là 1.255. Rồi thêm điểm trend của mình nữa là 1.131. Còn stamina của mình này lên 2.000 nữa, tầm 50k là bay cũng ok rồi. Anh em nào muốn xài trái phượng hoàng này mà biến dạng full size rồi đó thì nên lên stamina cao cao á. Tại vì khi mà nó to đùng bự chảng full size như thế này á, thì tốn stamina khá là nhiều. Rồi cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video lần này. Video lần này thì mình cũng đã cho anh em thấy cái cách thức tỉnh cái trái full nít như thế nào, cũng như là hệ thống chiêu thức ra làm sao á. Thì anh em đánh giá sao về năng lực trái quỷ này thì để lại comment bên dưới. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp anh em trong video sau nha. Bye bye anh em.